Good morning. Ok, xin chào các bạn. Wow, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã đi đến ngày thứ ngày thứ bao nhiêu của chúng ta rồi các bạn? <laughs> Này chúng ta đã đi đến ngày thứ 17 của hành trình đúng không ạ? Và ngày thứ 18 như là học phương pháp thực hành ngày thứ à, thứ 17 của chương trình của chúng ta. Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây đã thấy được là uh, Chúng ta đã đi được một cái hành trình Có thể nói là hành trình kỳ diệu Một hành trình vô cùng mậu nhiệm Và uh, và thực sự là bản thân tôi thì đã trải nghiệm Nhiều nhiều cái hành trình 28 ngày uh, Tuy nhiên là cứ mỗi một lần mà, mà mình lại quyết tâm mình thực hành Một uh, hành trình 28 ngày một lần nữa Thì mình lại thấy một cái thế giới nó mở ra và những cái điều màu nhiệm à, nó làm sao cứ lần lượt lần lượt lần lượt từng bước nó mở ra đó. thì đây là một cái có thể nói rằng là đúng là khi mà chúng ta có cái sự quyết tâm khi mà chúng ta có cái quyết định và chúng ta dẫn thân trên một hành trình nào đó thì à, thế giới lại mở ra với chúng ta và chúng ta lại có được những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời đúng không ạ và bao nhiêu trong số các bạn ở đây đã các bạn đã sẵn sàng cho ngày hôm nay uh, một cái ngày tuyệt vời ngày hôm nay của chúng ta chưa ok <laughs> cho sự là màu nhiệm phải không ạ ok rất là tuyệt vời và hôm nay thì tôi có cái để khoe với các bạn thì các bạn có thể nhìn thấy là tôi đang mặc một cái áo đúng không uh, có ai nhận thấy nhận diện ra là đây đây là cái áo mới không <cười> ok <cười> ok <cười> và cái áo này ấy, thì nó nó có một cái đặc điểm đó các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái áo này thì có cái cái biểu tượng của diện của the secret đúng không ạ <laughs> của bí mật <laughs> à, tuy nhiên là đây là phiên bản thử nó <laughs> chính xác áo hôm qua mà xã của tôi có có chụp và đăng lên ở trong group và đây là đây là áo 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 mẫu à, và <laughs> thì tôi thường ấy thì khi mà làm áo thì tôi sẽ phải mặc và sau đó là gì sau đó là mình mới mới bắt đầu là mình feel mình cảm nhận mình xem cái design của nó đó thì lúc đấy sau đó thì mình mới bắt đầu xem là uh, nó ưng hay không và mình quyết định là gì là triển khai một cách chính thức đấy và ai ai muốn sở hữu một cái áo như thế này <laughs> tuyệt vời hay rất là tuyệt vời ạ <laughs> Ok đó nếu như các bạn muốn sở hữu một cái áo như thế này chất liệu chất liệu rất là tốt chất liệu là chất liệu số 1 luôn đây các bạn Để các bạn comment là gì ạ là tôi sẽ có cái áo như vậy <laughs> Ok rất tuyệt vời rất tuyệt vời các bạn đó và các bạn có thể uh, tranh thủ thời gian các bạn gọi những người bạn của mình à uh, nhắc những người bạn của mình để tham gia vào trong cái buổi sáng ngày hôm nay. <laughs> thì hôm hôm qua thì chúng ta đã học về phương pháp gì rồi các bạn? Hôm qua thì có ai có thể nhắc lại cho tôi ở uh, một số những cái uh, điều cơ bản của phương pháp ngày hôm qua vì chúng ta sẽ có một chút thời gian để chúng ta ôn bài. Khi mà chúng ta học uh, một cái nội dung nào đó mà nếu như mà chúng ta có thời gian để ôn bài để review ấy chúng à, tôi gọi là thời gian để recall để để nhắc lại những cái nội dung thì chúng ta sẽ nhớ được nhiều hơn <laughs> chúng ta sẽ nhớ được nhiều hơn chúng ta sẽ nhớ được lâu hơn và chúng ta sẽ hiểu nó được rõ ràng hơn Đấy. ok thì hôm qua chúng ta học về sức khỏe nhiệm màu và ai trong số các bạn ở đây đã có những cái thực hành vào ngày hôm qua về việc là mình cảm ơn sức khỏe của Uh, của mình này, cảm ơn các cái bộ phận chức năng trên cơ thể này rồi uh, cảm ơn uh, về uh, những cái bộ phận mà nó đang rất là khỏe mạnh và nó đang hoạt động rất là tốt hay là mình làm sao mình cảm ơn uh, cái uh, những cái phần, các cái bộ phận trên cơ thể mà nó đang bị ốm yếu và mình muốn nó trở nên khỏe mạnh hơn <laughs> ok cảm ơn các bạn, sức khỏe nhiệm màu đúng không ạ, là À, không ăn động vật hoang dã và đây là cái điều gọi là gì? tuyệt đối như các bạn nhé à, bởi vì sao bởi vì những loài động vật hoang dã đều đang có nguy cơ đang có nguy cơ bị bị tuyệt chủng và các bạn đi đi nhiều các bạn đến các cái khu vực mà trước đây nó đã từng là rừng trước đây nó từng là thiên nhiên rất là dạ, là trù phú phong phú tự nhiên đấy Nhưng đến bây giờ thì nó bị sơ sát nó bị cạo chọc và không còn môi trường môi sinh của các loại động vật thậm chí là ạ dạ, là như con sóc như con trồn hay là uh, con chuột thôi thì làm sao là cũng không có cái chốn nương thân đấy thì để các bạn là uh, thấy được là rẻ dạ, là cái môi trường xung quanh của chúng ta đang bị ảnh hưởng một cách rất là trầm trọng thì uh, làm sao để chúng ta có thể thể giải quyết được cái điều đó à, chúng ta có thể giải quyết bằng cách làm sao mỗi một người chúng ta ý thức để làm sao rất là nhiều người bảo cái đó chả liên quan đến mình không liên quan đến mình hoặc là tôi ăn có một miếng thôi hoặc là tôi ăn à, cái nhóm của tôi đi thì làm có một con thôi ăn có một con thôi thì đâu có ảnh hưởng nhưng mà các bạn có thể hình dung là nó ảnh hưởng một cách ghê gớm là bởi vì sao bởi vì có một anh ấy, một cái anh ấy, anh ấy làm ở bên bảo tồn à, anh ấy được tôn vinh là là người làm sao là người được cái tổ chức bảo tồn là động vật hoang dã trên thế giới tôn vinh là người đã có công đóng góp rất là lớn vào việc bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam thì anh có nói một câu là gì là tự nhiên thì nó rất là yên ổn nhưng mà những cái loài nào mà có nguy cơ tuyệt chủng những cái loài nào mà thương lái đến cái vùng nào đó và nó là gì tôi muốn mua cái con này <laughs> và các bạn biết không? chỉ cần là <laughs> chỉ cần là gì là một à, một cái đợt người ta vào người ta đến và người ta thu mua cái con đó thôi thì là bà con thôn xóm hay là dân bản ấy là người ta thực hiện mối chiến dịch là càn quét không còn một cái con nào thuộc cái loài đó ở cái vùng đó luôn đấy thì chúng ta phải ý thức về cái việc đó vì vì chính là người tiêu dùng là cái nguyên nhân làm sao là thúc đẩy đến cái việc là gì là ảnh hưởng đến những cái mạng sống của cái thực thể khác như thế đó. OK, thì uh, rất là nhiều người không ý thức về cái điều đó. Hôm qua thì thì uh, buổi tối ấy, thì tôi có nói chuyện với bà xã của tôi về cái việc là uh, chúng tôi là tôi có chia sẻ lại như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái nguyên nhân cái cái dẫn cái cái việc mà thấy cái nguồn gốc đó, đó cái cái nhân mà gây gây cái tổn hại đến cơ thể của chúng ta như vậy là bởi vì chúng tôi cũng đi lên các cái vùng núi, chúng tôi cũng gặp những người bạn và chúng tôi thấy là gì? Là những người bạn đó họ rất là quý mến chúng tôi và họ hay mời chúng tôi ăn những cái món như thế và và chúng tôi cảm thấy là gì ạ là là những cái lần đầu lên ấy, thì mình thấy ngại là mình tự nhiên mình ở trong cái thế là đã rồi ấy, bởi vì mọi người hẹn gặp nhau sau đó là rủ nhau đi ăn mà thì khi mà đi ăn thì tự nhiên mọi người thì các bạn ấy đã bày hết đồ lên trên lên trên bàn ăn rồi thì lúc đó không ăn thì thì lại thấy ngại với mọi người nhưng mà ăn thì mình cảm thấy rất là tội lỗi và sau đó thì chúng tôi mới để ý thấy là gì ạ là không chỉ có mình như thế mà làm sao mà còn nhiều nhóm khác nhiều đoàn khác là cứ từ dưới xuôi đi lên trên miền núi và sau đó gặp ai cũng à, mà đặc biệt của người dưới xuôi lên miền núi là dễ cứ hỏi là trên này có cái con gì ăn ngon hay không ở trên này có cái món gì ngon hay không hay là gì ạ? sẵn sàng bởi vì ở người trên mọi <laughs> người hình dung là gì ạ? người ở trên các vùng cao ấy thì người ta đâu có kiếm được nhiều đâu và và mỗi mà người ở dưới xuôi lên thì sẵn sàng chi trả rất là hậu hĩnh cho cái việc đó và trả tiền rất là cao uh, cho những cái món như thế cho nên là người ta cứ thế là người ta đi vào người ta người ta săn bắt. Thế khi mà tôi nhìn thấy cái việc đó, đó thì lần một nó diễn ra thì mình không có biết nhưng lần thứ hai thì mình thấy là nó có cái điều gì đó không ổn rồi. Thì uh, tôi mới nói những người bạn của tôi là gì? Ạ? Là uh, lần sau ấy, nếu mà chúng ta có đi ăn cùng với nhau ấy, thì các bạn uh, chúng ta làm sao tôi uh, gia đình tôi vợ chồng tôi làm sao không có cầu kỳ đâu chúng tôi ăn những cái món bình thường uh, nếu có cơm bình thường cơm lam hay là cùng lắm là gà nướng nhưng mà gà là gà nuôi chứ không phải là gà mà mà săn ở trong rừng nếu, theo dạng như vậy thì 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 chúng tôi sẽ sẵn sàng chúng tôi ăn còn nếu mà những cái món gọi là thuộc về giống như kiểu là là sóc hay là trồn hay là À, con dúi hay là cái gì đó thì tuyệt đối là diện là nếu như các bạn ấy như vậy thì thì xin phép là thứ nhất là chúng tôi không ăn và lần sau thì chúng tôi cũng không có gặp lại những cái điều đấy thì cứ <laughs> cứ lần lượt lần lượt những cái lần như vậy thì những cái bạn của của chúng tôi thì bây giờ mọi người cũng hiểu đó là diện là không có à, không không có có như vậy nữa đấy còn với những cái nhóm khác mà những cái người người khác đến thì thì tôi cũng không biết là họ có tiếp tục hay không nhưng mà ít nhất là gì các bạn có đồng ý với tôi rằng là gì là là mình làm sao là là mình giữ được cho mình thôi thì đó cũng là một cái thành công và đó cũng là một cái đóng góp đúng không ạ? Và khi bạn đã giữ được cho mình rồi thì bạn có cái tiếng nói để bạn có thể nhắc người khác. Bởi vì rất là nhiều người làm sao là hôm hộ mình cứ lên tiếng là mình bạn nói là bảo bảo vệ động vật hoang dã nhưng mà vào đến nơi một cái là người ta bày ra món này món kia là mình cũng cứ thế là mình xơi thì như vậy là nó không ổn. Đấy, đó. Đầu tiên là mình ý thức để mình bảo vệ cái loài khác. Nhưng mà nhiều người bảo rằng, nhưng mà rõ ràng ăn cái món đó nó ngon mà ăn món đó nó bổ mà cái con đó nó sống ở thiên nhiên nó nó làm sao, <laughs> nó nó khỏe mạnh, nó có khả năng sinh tồn, nó thế này, nó thế kia. À, rồi không những thế là mọi người lại còn đi bắt con bìm bìm để về về ngâm này bắt uh, con uh, bắt con dê núi này hay là bắt con rắn này hay các thứ để về ngâm này và nói là uống những cái loại như thế uống rượu như thế thì nó nó sung mãn nó nó làm cho mình khỏe mạnh lắm nó đủ mọi thứ ấy. thì thế xong rồi thì chúng tôi ngồi với nhau chúng tôi mới giả soát lại tất cả thì chúng tôi phát hiện ra là gì à đúng là lúc đó đó ở uh, mọi người ăn cái đó thì có vẻ rất là bổ nhưng bổ bổ kiểu gì tôi không biết nhưng mà tôi để ý thấy rất là nhiều người tự nhiên đi đường bị tông xe lắm các bạn <laughs> các bạn hình dung bạn là ok ở góc độ physical vật lý là thì bạn ăn cái thứ đó vào thì các bạn thấy là rất khỏe mạnh rất bổ rất là gì đó đúng không nhưng mà đùng cá là gì ạ đi đi đường về bị tông xe thế câu hỏi là ra là tại sao lại tông xe à có ai bảo là rủi ro <laughs> À, cái này là chẳng may hôm nay vận xui nó đến thì các thứ bị tông xe Rồi một cái tay một cái chân nó què đi thì sao đúng không? Tông xe rồi các thứ ấy. Thế thì nguyên nhân tại sao mà gây ra tông xe Tại sao có người đi đường mà người ta không bị tông mà tại sao cái ông này thì bị tông Lý do là bởi vì sao ạ Tự nhiên rất là cân bằng Bạn ăn cái đó vào người và bạn thấy rằng cái lúc đó nó rất là khỏe mạnh Nhưng mà tự nhiên sẽ lấy lại cái sức khỏe của bạn Lấy lại cái, uh, cái sinh mệnh sống của bạn Bằng cách làm sao là là làm cho một cái tai nạn nào đó nó xảy ra mà chúng ta không thể lường trước chúng ta không có không có kiểm soát được mà người đồng nắm được cái chìa khóa đấy mà nguyện cái cái vấn đề như thế và vì vậy cho nên là mình không có cách gì mình bảo vệ được nó và và chúng ta thấy là gì ô tại sao lại tông xe tại sao lại bị què cái tay hay tại sao lại bị què cái chân là bởi vì làm sao cái sinh mệnh sống của cái con vật đó, đó nó tương ứng với một cái sức sống của một cái chân thì sẽ bị què và lấy đi một cái chân hay là sinh mệnh sống của cái con vật đó nó tương ứng bằng một cái quả thận thì sẽ gây ra một cái sự tổn hại để lấy đi cái quả thận đó thì tự nhiên sẽ lấy đi lấy đi lại cái sự tất tất cả mọi thứ nó sẽ làm sao? rất là cân bằng giống như thế đó thì chúng ta phải ý thức về cái điều đó và chúng ta chúng ta làm như vậy là bảo vệ mình ấy, chứ không phải là để bảo vệ cái con vật đó đâu mà đầu tiên đấy là quân tử là phải phòng thân là mình phải bảo vệ mình trước đó và chính là mình bảo vệ được mình thì mình mình đi đến cái việc là mình bảo vệ được cái thiên nhiên ở xung quanh bởi vì làm sao bởi vì vì thiên nhiên hay vũ trụ đã thiết kế ra một cái trật tự rất là cân bình đúng không ạ mình có cái cái, cái thế giới riêng của mình mình có cái phần quà của mình và và cái, các loài khác nó cũng có cái phần quà của nó mà tự nhiên mình đi lấn sân mình lấy cái phần quà của nó thì tự nhiên sẽ lấy lại cái phần quà mà vũ trụ đã làm ra đã đã trao đến uh, cho mình trước đấy đúng không ạ cho nên mọi thứ là công bằng Đó, cho nên là, là tất cả mọi thứ ấy, nó chúng ta cứ bảo là gì Ô mình có cái tình thương yêu thương bao la mình yêu thương muôn loài mình yêu thương cái này thế kia chưa cần như vậy đâu các bạn ạ mình yêu thương mình thôi đúng không ạ mình yêu thương mình mình thì mình không làm cái điều đó bởi vì sao bởi vì đấy là cách thức để mình bảo vệ mình và đấy cũng là cách mà tự nhiên vận hành ok ạ <laughs> rồi thì thì đấy là cái chìa khóa quan trọng nhất nha các bạn nhá đó chìa khóa quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe của chúng ta theo ngày hôm nay thì chúng ta đi đến một cái bài học tiếp theo và các bạn đã sẵn sàng chưa các bạn đã sẵn sàng cho bài học ngày hôm nay chưa hôm nay thì chúng ta sẽ học về học về tiền ai trong số các bạn ở đây muốn mình có thật là nhiều tiền ạ <laughs> đó ai ai muốn là là chúng ta có có thật là nhiều tiền cho cuộc sống của mình ạ đó ạ và và rất, rất, là nhiều người bảo là gì ạ ờ, nếu bây giờ mà tôi muốn có nhiều tiền thì và không những là là nhiều tiền mà thật là nhiều tiền vậy thì thì tôi có tham lam quá hay không ạ tôi có tham lam quá hay không ạ ai trong số các bạn ở đây thấy rằng là nếu mà mình muốn có thật nhiều tiền thì có vẻ như là mình rất là tham lam á <laughs> nhiều quá lại càng tham lam đúng không <cười> ok <cười> thì thì có một có một điều như thế này à, sẽ không có sự tham lam ở đây đó sẽ không có sự tham lam ở đây và một người mong muốn có nhiều tiền thì không có vấn đề gì cả, đúng không? và thậm chí đấy là điều tốt và nếu như mình bảo là gì ạ? là tôi tôi muốn có nhiều tôi muốn có nhiều hơn đấy thì như vậy có có nhiều quá hay không? đó có nhiều quá hay không? thì thì các bạn phải hiểu một điều như này là đây đây là bí mật này đây là bí mật các bạn hãy gõ là gì ạ là đây là bí mật <laughs> đây là bí mật ok thì bí mật là gì bí mật là với mọi số tiền mà bạn có thể nghĩ ra nhớ nhá với mọi số tiền mà bạn có thể nghĩ ra mà tâm trí của bạn có thể nghĩ đến thì cái con số đó đó cái con số tiền đó, đó cái số lượng tiền đấy đó, vẫn là vô cùng nhỏ so với khả năng thực tế của vũ trụ đó bí mật là mọi số tiền mà tâm trí của bạn có thể nghĩ ra thì nó làm sao nó vẫn là luôn luôn là nhỏ so với số tiền mà vũ trụ đang có và vũ trụ có thể ban cho bạn cho nên là gì ạ không có khái niệm là vậy thì con số đó có nhiều quá hay không tôi có tham lam hay không? <laughs> OK các bạn, các bạn, các bạn cứ hình dung một xem à, ví dụ như giả sử như uh, tôi muốn bao nhựa tôi có muốn một tỷ hay sau đó là gì? À nếu như với những người mà uh, một năm kiếm được tầm khoảng trăm triệu thì con số một tỷ thực sự là rất lớn phải không ạ? Bởi vì gấp 10 lần rồi, phải không các bạn? Uh, hay là <laughs> nếu như một năm tôi đang kiếm được 1 tỷ mà bây giờ tôi muốn kiếm được 10 tỷ tôi muốn có được 10 tỷ hay tôi có muốn có 100 tỷ thì rõ ràng đó là con số rất lớn phải không ạ ai ai trong số các bạn ở đây thấy là cái con số 100 tỷ là rất lớn <laughs> đúng không các bạn thấy mà 100 tỷ lớn hay hay là rất lớn các bạn thật lớn đúng không hay là nếu như mà tôi đang có 100 tỷ mỗi một năm tôi đang kiếm được 100 tỷ mà bây giờ tôi nghĩ đến con số là gì ạ là một 000 tỷ. Nói chưa bây giờ tôi nghĩ đi số, con số 1 ngàn tỷ. Thì đó là con số nhỏ hay là rất lớn các bạn. <laughs> Đúng không ạ? Ai trong số các bạn ở đây thấy là con số 100 tỷ là gọi là đang là rất lớn đối với, bây giờ chúng ta phải nói là gì ạ? đối với, đối với tôi ạ. Đúng không ạ? Đối với cá nhân chúng ta đó. Đúng không ạ? Rõ ràng là gì ạ? Là nếu như mình đang kiếm được một một tỷ một năm thì con số 100 tỷ sẽ là rất lớn và nếu như mình kiếm được 100 tỷ một năm thì con số một ngàn tỷ là rất lớn và nếu như ai ai để ở trong uh, để ý ở trong các cái buổi livestream ấy thì có một cái buổi livestream của cô Hằng uh, vợ chú Dũng ở Đại Nam ấy <laughs> thì tôi gọi là cô Hằng chú Dũng là bởi vì họ lớn hơn tuổi mình và mình cũng chưa bao giờ gặp họ cho nên là gì ạ là là kính lão đắc họ đúng không ạ thì mình không có thân thiết họ hàng gì cả nhưng mà nhưng mà mình gọi là cô chú, ok, là bởi vì họ, họ lớn hơn tuổi mình khá là nhiều và và họ lại ít tuổi hơn bố mẹ của mình cho nên mình gọi họ là cô chú. <laughs> thì tôi còn nhớ thì cô hàng trong một cái buổi livestream ấy, thì cô, cô ấy có trong một cái cuộc gọi là tranh luận với một cái cô ca sĩ nào đó thì cô ấy bảo là gì ạ? cái thứ đàn bà mà không có nổi một ngàn tỷ trời đất ơi. <cười> <cười> à, <cười> các bạn hình dung ạ, cô cô nói cái cái người mà đang đang gọi là gì ạ, đang cãi nhau với cô ở trên mạng, ấy, thì cô nói rằng là gì ạ, cái cái thứ đàn bà mà không có nổi 1 ngàn tỷ, đó, thế là, thì các bạn thử hình dung là gì ạ, là 1 ngàn tỷ là lớn hay nhỏ các bạn? <laughs> một ngàn tỷ là lớn hay nhỏ ấy thế mà cô ấy nói là gì ạ cái thứ đàn bà không có nổi một ngàn tỷ và cô ấy nói nhẹ như không điều đấy có nghĩa là cô ấy, có nghĩa là cô ấy có nhiều hơn một ngàn tỷ đúng không <laughs> ok thì ở đây ấy, thì tôi muốn nói rằng là gì ạ là với mọi cái số tiền mà chúng ta có thể nghĩ đến thì thực tế làm sao là nó là nhỏ so với khả năng của vũ trụ và bây giờ nó một ngàn tỷ thì nó to bằng nào à, ờ, nó chưa bằng 1 tỷ đô la đúng không bởi vì sao bởi vì 23.000 tỷ thì mới là 1 tỷ đô la <laughs> 23.000 tỷ thì mới là 1 tỷ đô la 1.000 tỷ thì chưa phải là 1 tỷ đô la và ở Việt Nam ấy thì số lượng người mà có trên 23.000 tỷ thì không ít điều đấy có nghĩa là gì là đã có những người có được rất là nhiều và so với 23.000 tỷ hay là so với 1 tỷ đô la thì so với thế giới ấy, so với những người giàu ở trên thế giới thì nó cũng không là gì cả. Lý do là bởi vì sao? Bởi vì giống như Elon Musk, ông có hơn 300 tỷ đô la. Các bạn cứ hình dung là gì Là cái con số hơn 3 hơn 300 tỷ đô la là một con số rất là lớn, nhưng đấy lại là sở hữu cá nhân thuộc cá nhân một một người đúng không ạ? Sở hữu thuộc cá nhân một người còn chưa kể là diện tài sản của các quốc gia cộng lại, chưa kể tài sản của các cái châu lục cộng lại, rồi chưa kể tài sản là diện là của toàn bộ cái trái đất này uh, được quy đổi ra thành tiền thì nó là bao nhiêu? Nhưng mà dù là toàn bộ cái số tiền của trái đất này được quy đổi thành tiền là bao nhiêu ạ thì thì nó cũng là vô cùng nhỏ nhoi bởi vì bởi vì trái đất là một hành tinh rất nhỏ trong toàn bộ cái thiên hà này trong toàn bộ cái vũ trụ này phải không ạ bởi vì khi các bạn nhìn lên các vì sao các bạn nhìn lên bầu trời vào trong uh, gọi là đẹp là <laughs> và những cái ngày mà nó không có trăng ấy mà mà chúng ta có thể nhìn thấy các vì sao á, thì các bạn có thể thấy Bạc ngàn trên trời không biết bao nhiêu vì sao phải không ạ thì tôi chia sẻ với các bạn một điều như thế này với mỗi một cái vì sao mà nó nhỏ nhoi bằng cái hạt hạt cát mà long lanh long lanh như vậy đó thì nếu như các bạn lại gần thì các bạn biết rằng là cái khối lượng cái kích thước của cái vì sao đấy to gấp triệu lần con số của trái đất đó to gấp hàng triệu lần hàng triệu hàng triệu 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 lần so với so với trái đất đúng không lý do bởi vì sao bởi vì vì sao ấy là nó giống như mặt trời thực tế làm sao là mặt trời là một ngôi sao và ngôi sao là ngôi là có khả năng phát sáng thì mới được gọi là ngôi sao <laughs> và và thường thì ngôi sao thì có kích cỡ cực kỳ lớn đó, và chúng ta nhìn thấy là nó chấm nhỏ thôi nhưng mà cái ngôi sao đó là cách chúng ta hàng triệu năm đúng không ạ hàng triệu năm ánh sáng cái ánh sáng mà tia sáng lấp lánh lấp lánh mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay khi chúng ta nhìn lên trên bầu trời đấy thực tế là cái tín hiệu đó đã trải qua một khoảng không gian là hàng triệu là ạ? là nó phải đi hàng triệu năm chúng ta rồi để thì cái tín hiệu đó mới đến chúng ta đúng không ạ và bản thân cái thực thể đó thì làm sao nó lớn hơn chúng ta hàng triệu hàng triệu hàng triệu lần và các bạn cứ hình dung là diện là tất cả những cái điều đó là nằm ở đâu ạ nằm ở trong vũ trụ và còn có rất là nhiều những cái hành tinh hay là có rất là nhiều những ngôi sao mà nó phát sáng nhưng mà cái ánh sáng của nó chưa đủ thời gian để đến được với chúng ta thì các bạn có thể thấy được là ạ con người chúng ta là nhỏ bé như thế nào với vũ trụ và trái đất này là nhỏ bé như thế nào với vũ trụ và và chúng ta đã thấy trái đất nhỏ bé như thế nào với vũ trụ thì chúng ta cũng có thể thấy là diện bản thân chúng ta là nhỏ bé như thế nào và chúng ta có thể thấy là gì chờ ta ơi mọi cái con số mình nghĩ ra trong đầu này không phải là một cái bún không không là một chút gì đối với vũ trụ đó cho nên là gì chỉ có chỉ có giới hạn là chính bản thân mình giới hạn thôi chứ vũ trụ thì không có giới hạn và bao nhiêu trong số các bạn ở đây thấy cái điều đó là tuyệt vời ạ <laughs> vô vô cùng tuyệt vời đúng không ạ thì đây là đây là một cái bí mật rất là lớn đó Uh, và với tất cả những gì bạn có thể nghĩ đến thì vũ trụ cũng sẽ có sẵn cái nguồn lực để giúp cho chúng ta có được cái điều đấy nên là đừng nghĩ là mọi thứ là đừng nghĩ mọi thứ là lớn bởi vì sao bởi vì chính cái cái việc mà chúng ta cho rằng ồ như vậy nó là nhiều quá thì nó nó hạn chế nó cản trở chúng ta đúng không ạ nó cản trở cái sự phát triển của chúng ta không không có ai cản trở chúng ta cả chỉ chính bản thân cái giới hạn trong suy nghĩ của chúng ta nó cản trở chúng ta mà thôi và mà có một cái điều như thế này uh, là hãy đặt ra chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi uh, một cái case một cái tình huống như thế này uh, có rất là nhiều người khởi nghiệp cùng một thời điểm khởi nghiệp kinh doanh tại thời điểm này có rất là nhiều người khởi nghiệp kinh doanh uh, nhưng mà các bạn cũng có thể thấy là gì ạ là cái người khởi nghiệp kinh doanh ở Việt Nam ấy với người khởi nghiệp kinh doanh ở Mỹ là khác nhau họ đều xuất phát từ con số 0 nhưng mà cái lượng người mà khởi nghiệp ở Mỹ và sau đó họ kiếm được hàng trăm triệu đô họ kiếm được hàng tỷ đô chỉ trong vòng tầm khoảng 5 đến 10 năm nó nhiều hơn rất là nhiều so với số lượng người cùng khởi nghiệp ở trong cùng cái thời điểm ở Việt Nam đúng không ạ các bạn để ý đến điều đấy mà ví dụ như cách đây 10 năm cách đây 10 năm điểm dạo thì uh, có nhiều người cùng khởi nghiệp cả ở Mỹ cũng cùng khởi nghiệp cả ở Việt Nam cũng cùng khởi nghiệp và 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 cái cái xuất phát điểm của cái sự khởi nghiệp đấy đều là từ con số 0 tức là cùng là gara từ gara uh, trong nhà hoặc là từ, từ cái tum ở trên uh, tầng áp mái hay là ở trên phòng ở trong phòng ký túc của uh, sinh viên hay là một cái khu ổ chuột nào đấy rất là nhiều người đồng thời đang cùng làm sao cùng khởi nghiệp nhưng mà các bạn để ý thấy một điều là gì ạ là lượng người khởi nghiệp ở việt nam có được một triệu đô thì làm sao không nhiều bằng cái lượng người khởi nghiệp ở Mỹ và có được một triệu đô và lượng người khởi nghiệp ở Việt Nam trong cùng thời điểm mà có được trở thành là sau 10 năm mà có được một tỷ đô thì cũng lại không nhiều như cái lượng người khởi nghiệp ở Mỹ có được một tỷ đô nguyên nhân là gì? À, nguyên nhân tại sao? Nguyên nhân chỉ đơn giản là bởi vì như thế này là khi người ta khởi nghiệp ở Mỹ thì người ta nhìn thấy rất là nhiều ông tỷ phú trước mặt và người ta thấy rằng là là cái target cái mục tiêu của họ là tỷ phú và và cái cái suy nghĩ về cái con số một tỷ đấy á, số một tỷ đô ở đó đối với họ là rất hết sức là bình thường đúng không ạ bởi vì sao giống như là Steve Jobs khi mà ông ông khởi nghiệp ở trong một cái khu là diện là xung quanh đấy ông ấy thấy được IBM ông thấy được HP ông thấy được Xerox ông thấy được những công ty những tập đoàn khổng lồ ở ngay bên cạnh cho nên là khi một người bắt đầu từ con số không ấy thì người ta nhìn thấy những cái cái đích đến đấy là người ta thấy rằng là gì là nó rất là rõ ràng và tôi muốn trở thành một tỷ phú đô la tại sao tôi lại muốn trở thành tỷ phú đô la bởi vì ông hàng xóm nhà tôi ông là tỷ phú đô la cho nên ông đã kinh doanh và ông đạt được tỷ đô thì thì cái việc cái target của tôi trở thành tỷ đô thì nó hết sức bình thường cho nên ông đã đạt được cái tỷ phú đô la một cách là rất là rõ ràng nhưng mà bởi vì ở trong cái môi trường chúng ta chúng ta không nhìn thấy cái người nào đạt được cái điều đó cho nên chúng ta không dám tin rằng chúng ta có thể đạt được mà chúng ta chỉ lấy cái tham chiếu là những người xung quanh ở những người xung quanh của tôi họ đạt được một triệu đô thế thì tôi cũng target là đạt 1 triệu đô hay là những người xung quanh của tôi họ kinh doanh và họ kiếm được tầm khoảng uh, 100 triệu một tháng 200 triệu một tháng thì tôi cũng lấy cái target là 100 triệu 200 triệu một tháng đúng không ạ và what you set is what you get chìa khóa ở đây là gì <laughs> Mọi người mọi người hình dung ạ là what you set is what you get tức là bạn đặt bạn đặt cái mục tiêu của mình như thế nào thì bạn cũng sẽ đạt được cái kết quả của mình như thế và nếu như bạn lấy tham chiếu là những người xung quanh đúng không ạ nếu như bạn lấy tham chiếu là những người xung quanh và những người xung quanh lại chưa đạt được cái thành tựu như thế này thì khả năng bạn cũng sẽ đạt được cái kết quả của họ nhưng mà ở cái thành tựu là gì là giống như những người xung quanh của mình vì vậy cho nên là chúng ta phải phải hiểu được là gì là cái tiềm năng của chúng ta và cái khả năng mà vũ trụ có thể trao cho chúng ta và cái khả năng mà cá nhân chúng ta có thể đạt được là gì ạ? là là nó nhiều hơn những gì mà chúng ta có thể nghĩ đúng ạ cho nên là gì ạ chỉ cần open mind chỉ cần ý thức được cái điều đó thôi là các bạn sẽ thấy được là là tiềm năng của mình rất là lớn và từ cái việc tin vào tiềm năng của bạn rất là lớn thì nó cho phép bạn nghĩ lớn hơn cho phép bạn mở rộng hơn và cho phép bạn trở thành cái phiên bản tốt hơn so với bạn bây giờ ok mà <laughs> What you set, vâng, what you set để tôi uh, có thể các bạn chưa chưa biết cái cái từ này đó để tôi tôi viết what you set is what you get đó, what you set uh, is what you get. đây các bạn có thể thấy <laughs> what you set tức là gì, bạn set cái target đó, bạn thiết lập mục tiêu đấy thì is what you get Đó là cái mà đó là cái mà bạn sẽ sẽ nhận được ok mà đó các bạn nắm được cái 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 bí mật này chưa what you set 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 tinh nhận đó là what you set is what you get cái mà bạn đặt đặt cho mục tiêu thì đấy chính là gì ạ cái mục tiêu bạn thiết lập đó chính là cái mà bạn đạt được thế nên nếu như bạn mới bắt đầu và bạn bạn đặt ra một cái mục tiêu uh, mà bạn không tin rằng mình có thể đạt được nhiều thì thì bạn sẽ không thể đạt được đúng không? và nếu như bạn viết nhỏ nhỏ thì bạn sẽ đạt được mục tiêu nhỏ nhỏ, ok? thì đấy là cái bước đầu tiên là gì? Dạ, là phải clear rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng về cái điều mà mình thực sự mong muốn và cái tầm suy nghĩ của chúng ta sẽ quyết định là gì? Dạ, là cái kết quả của chúng ta chúng ta có và câu hỏi đặt ra là tầm suy nghĩ của chúng ta đến đâu? thì hãy tin một điều là gì? Dạ, là tầm suy nghĩ của chúng ta là rất lớn, đó tầm suy nghĩ của chúng ta rất lớn và bạn có thể bây giờ có thể bạn đang nhỏ nhưng cái tiềm năng của bạn rất là lớn và quan trọng là bạn có ý thức về cái điều đó và bạn có tin và bạn có quyết tâm để làm sao để phát triển cái tiềm năng đó hay không bởi vì sao bởi vì chính bản thân chúng ta là giới hạn của chính bản thân mình chính cái cái tư duy bị cài đặt là giới hạn của chính bản thân mình đó thì bây giờ ấy, là đi vào một cái yếu tố nữa đó là gì vậy thì tại sao tôi lại khó khăn về tiền bạc tại sao tôi lại khó khăn về tiền bạc tại sao tôi lại chưa có được nhiều tại sao tôi lại chắc trở trục trặc liên quan đến vấn đề tiền bạc tại sao tiền lại rời khỏi tôi mà đi mà tiền không đến của tôi ở uh, với tôi một cách làm sao là liên tục liên tục liên tục thì nó nó liên quan đến một cái yếu tố ở đây là gì là liên quan đến cái attitude liên quan đến cái thái độ của chúng ta đối với tiền bạc nếu như bạn biết ơn <laughs> nếu như bạn biết ơn cái số tiền mà bạn đang có thì bạn sẽ có được nhiều hơn Uh, và quy luật của tự nhiên là gì ạ? là khi bạn bắt đầu biết ơn với số tiền thì vũ trụ sẽ bắt đầu làm sao là gửi cái số tiền đó đến với bạn và và mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đó, nó không nó không phải là ngẫu nhiên mà nó đến lập bởi vì chúng ta đã có một cái một cái ý thức nào đó chúng ta đã có một cái khoảnh khắc nào đó mà chúng ta đã thiết lập cái ý thức để làm sao để thu hút cái điều đó đến với cuộc sống của mình <laughs> ví dụ như là gì ạ là ngày hôm nay bạn có được một khoản tiền, đúng không? thì là bởi vì vào một thời điểm nào đó trong quá khứ bạn đã biết ơn cái số tiền đó. Các bạn nhớ nha là có có một cái điều như thế này là rất là nhiều người bảo là gì ạ? là ôi trời ơi, uh, phép màu thật là màu nhiệm và ngày hôm nay em vừa mới ước cái điều này cái là cái điều này nó đến luôn. thì thưa các bạn là cái số tiền mà nó đến với chúng ta ngày hôm nay ấy, nó không phải là do hôm nay chúng ta ước không phải là họ là do hôm nay chúng ta yêu cầu mà số tiền đến với chúng ta đó là bởi vì một thời điểm nào đó trong quá khứ bạn đã ước và bạn đã biết ơn đúng không? Bạn đã biết ơn cái số tiền ở trong quá khứ thì thời điểm hiện tại số tiền đó nó đến với chúng ta, ok không ạ Nó nó giống như thế này, <laughs> đây là quy luật nhân quả. Các bạn phải nhìn vào uh, nhìn vào những cái gì đang diễn ra tự nhiên. Uh, thiên nhiên phơi bày tất cả mọi thứ cho chúng ta rồi, nhưng mà bình thường có thể làm sao? Do không quan sát và không nhận ra được cái tiến trình, cho nên chúng ta không hiểu được về cái tiến trình của tự nhiên. Ví dụ như bây giờ đi, <laughs> nếu như mà tôi tôi trồng một cái cây xoài đó, ví dụ như là tôi trồng một cây xoài, hôm nay tôi ra vườn và tôi trồng cây xoài. Theo các bạn thì hôm nay tôi có trái không? <laughs> Theo các bạn, nếu như hôm nay ấy, thì tôi ra vườn và tôi mang một cái cây giống là cây cây xoài con đấy ờ, và tôi ra vườn tôi trồng thì hôm nay tôi có trái không các bạn không hề đúng không ạ bởi vì sao? bởi vì tôi vừa trồng ấy, thì thì làm sao mà mà tôi có trái nhưng mà nhưng mà hôm nay tôi ra vườn tôi trồng cây xoài và khi về thì tôi mang về một cái trái xoài đó và tôi nói rằng là gì ạ à? à hôm nay vườn nhà mình làm sao là ra xoài ra trái xoài thế thì thế thì câu hỏi là ra là trái xoài đấy đến từ đâu ạ kệ <laughs> cái, cái 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 trái xoài đấy đến từ đâu hôm nay tôi ra vườn tôi trồng cây xoài và khi mà tôi về thì tôi mang theo một trái xoài khi <laughs> đi về thì sao các bạn có có khả năng xảy ra chuyện đó không ạ hôm nay tôi ra vườn và tôi trồng cây xoài và sau đó thì khi về thì làm sao thì tôi mang về một cái trái xoài có chứ có khả năng chứ các bạn là bởi vì sao ạ <laughs> là bởi vì cái trái xoài đó đó là tôi tôi lấy từ cái cây mà tôi đã trồng từ 5 năm trước. Đúng không ạ? Trong cái khu vườn của tôi đấy các bạn. Mọi người nhìn ạ. <laughs> Trong cái khu vườn của tôi ấy, thì thì đó là khu vườn mà tôi tôi sẽ dùng là để tôi trồng xoài. Ok ạ. Thế thì 5 năm trước ấy, 5 năm trước thì tôi đã ra đó và tôi đã trồng. Và bây giờ thì ngày nào mỗi một ngày hay là mỗi một năm thì tôi vẫn là sợ là tôi vẫn trồng, tôi vẫn lại trồng cây xoài. Mỗi một năm thì tôi vẫn trồng cây xoài. Nhưng mà cái cây xoài mà tôi trồng trong năm nay ấy, thì tôi chưa có thu hoạch. Nhưng bởi vì có cây xoài mà tôi đã trồng từ năm năm trước ấy, thì hôm nay ấy, thì tôi làm sao? Tôi ra và tôi uh, trong lúc mà tôi trồng cái cây xoài mới này này, thì tôi lại nhìn thấy là à cây xoài năm năm trước mình trồng hôm nay nó đã ra trái và lúc về lúc mà tôi về thì tôi làm sao? Tôi hái cái trái đó và tôi mang về đúng không các bạn và cứ như thế làm sao thì tôi lại tiếp nối là hôm sau tôi lại trồng thêm một cây xoài nữa ở trong cái khu vườn của mình và tiếp tục làm sao là tôi lại có những cái cây xoài tôi đã trồng từ 4 năm trước có cây xoài trồng từ 3 năm trước và cứ như thế làm sao lần lượt lần lượt những cây xoài mà tôi trồng trước đó làm sao thì nó đang ra quả đang ra quả thế thì cùng một cái thời điểm thì tôi trồng cây xoài mới và làm sao và tôi thu hoạch từ những cây xoài mà tôi đã trồng trước đó ok các bạn hình dung ra được cái tiến trình này chậm mọi người nắm được cái tiến trình này chưa? Tôi tôi đã gieo, tôi đã trồng cây ở trong quá khứ và để bây giờ tôi được hái trong hiện tại và trong hiện tại thì tôi lại tiếp tục tôi trồng cây mới để làm sao? Để tiếp tục trong tương lai tôi được hái thêm, tôi được hái thêm, tôi được hái thêm. Ok ạ và đấy là cái tiến trình của tự nhiên và và từ cái điều đó đó thì các bạn hiểu ra là gì vậy? Hôm nay tôi ra ngoài tôi gặp khách hàng và tôi bán và tôi chốt được một cái đơn hàng mà tôi thu được một khoản tiền thì bạn cũng cần hiểu rằng là gì ạ là cái khoản tiền mà tôi thu được từ ngày hôm nay ấy, không phải là do ngày hôm nay mà tôi làm sao là tôi ở uh, ra ngoài tôi gặp được khách hàng và tôi chốt được cái đơn hàng đấy mà là bởi vì cách đây trong quá khứ tôi đã từng biết ơn với cái số tiền mà mình sẽ nhận được và chính bởi vì vậy cho nên là từ cái việc tôi biết ơn cái số tiền mà tôi sẽ nhận được ở trong quá khứ đó đó thì nó dẫn đến cái nhân duyên là ngày hôm nay tôi ra bên ngoài tôi gặp một cái người khách hàng và tôi uh, rất là dễ dàng thuận lợi trao đổi với họ và khi tôi giới thiệu cho họ về cái sản phẩm dịch vụ thì tôi thấy là họ ra quyết định mua mà không có ngần ngại gì cả mọi thứ diễn ra một cách rất là thông suốt thì cái sự thông suốt đó nó không diễn ra là do hôm nay tôi ra ngoài tôi gặp khách hàng mà là bởi vì ở trong quá khứ một thời điểm nào đó tôi đã thiết lập cái nền tảng cho cái sự kiện ngày hôm nay tôi nó nó được diễn ra ok không ạ mọi người các bạn hình dung ra được cái tiến trình này chưa cái mà chúng ta nhận được ngày hôm nay không phải là do ngày hôm nay chúng ta tạo ra mà cái chúng ta nhận được ngày hôm nay là do những gì chúng ta đã dạ, tạo ra trong quá khứ cho nên nếu như số tiền đến với bạn trong ngày hôm nay thì đó là kết quả của lòng biết ơn mà bạn đã thiết lập ở trong quá khứ rồi chứ không phải là do ngày hôm nay đúng không ạ và, và và chính vì thế đó thì chúng ta mới hiểu về cái tiến trình nếu như ngày hôm nay mà mình lại không biết ơn với cái số tiền, đúng không? Nếu như hôm nay mà mình tiếp xúc với tiền mà mình không biết ơn với cái số tiền đó, thì thời điểm nào đó trong tương lai thì mình lại không nhận được tiền, đúng không? Nó có thể thuận lợi trong hiện tại nhưng mà nó lại chắc trở ở trong tương lai sẽ lại đến những ngày mà mình cũng đi ra bên ngoài mình gặp rất là nhiều khách hàng nhưng cả ngày hôm đó mình tốn rất nhiều thời gian nhưng mình không có thu được một cái đồng xu nào cả. Lý do là bởi vì ở trong quá khứ mình đã gieo cái hạt giống là gì ạ? Là không có lòng biết ơn đối với số tiền. Ok bạn. Thì thì từ đây ấy, thì các bạn hiểu rằng là gì ạ? Là cái lòng biết ơn ấy là là cái cách thức là dạng lòng biết ơn đối với số tiền mà mình đang có là một cái yếu tố vô cùng vô cùng quan trọng. Thì các bạn cần thể hiện, các bạn thực hành cái điều đó thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên. Và đặc biệt nữa là gì ạ? Là khi nào thì chúng ta chúng ta gieo cái lòng biết ơn? Khi mà có tiền đi ra hôm trước là chúng ta làm sao chúng ta đã biết ơn đúng không đúng không? chúng ta thực hành biết ơn với các cái khoản chi ra bên ngoài thay vì làm sao cảm thấy tiếc nuối về đồng tiền đi ra thì làm sao thì chúng ta chúng ta biết ơn vì mình nhận được những cái dịch vụ từ cái phần là chi ra các khoản tiền như thế thì đấy là cái yếu tố đầu tiên là mình biết ơn với số tiền đi ra và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục thực hành là diện là chúng ta biết ơn với số tiền đi vào vào thời điểm mà mà mình nhận được tiền đấy thì cái điều đó không phải là hiển nhiên là bởi vì nó là hệ quả của lòng biết ơn mà chúng ta đã thiết lập với số tiền ở trong quá khứ rồi thì hôm nay nó trổ ra thành kết quả thì mình làm sao mình nhận cái số tiền đấy và khi mình nhận cái số tiền đó thì làm sao thì ngay tại thời điểm mà mình nhận số tiền đó thì mình biết ơn cái số tiền đó Bằng cách biết ơn cái số tiền mà nó vừa mới đến với mình ạ Thì mình lại đã gieo được một cái hạt giống biết ơn với số tiền Và từ cái việc là cái số tiền đấy nó được biết ơn như vậy Thì nó tạo ra một hạt giống mới Và nó là nền tảng cho tương lai số tiền đó lại tiếp tục uh, Một số tiền khác lại tiếp tục đến với chúng ta Nhưng nó là hệ quả của cái lòng biết ơn mà chúng ta thiết lập ngày hôm nay Ok không ạ? Thì nếu như một người mà luôn luôn làm sao là muốn mình ở trong trạng thái dư giả, luôn luôn ở trong trạng thái đủ đầy, luôn luôn ở trong trạng thái sung túc, luôn luôn có được những dòng tiền để biết bạn liên tục liên tục liên tục, thì bạn cần phải liên tục biết ơn với số tiền khi nó đến với bạn. Mọi người, các bạn nắm được chưa? Còn khi mà bạn có cái khoản chi nào đó đi ra thì bạn cũng biết ơn, uh, biết ơn cái số tiền và biết ơn cái giá trị và cái dịch vụ mà bạn nhận được. Còn khi tiền đến với mình thì làm sao mình biết ơn với số tiền đến với mình trong hiện tại. Còn có rất là nhiều người thì làm sao? thì thay vì biết ơn với số tiền trong hiện tại thì họ lại tập trung vào cái sự lo lắng họ tập trung vào cái sự lo lắng ví dụ như là là như thế nào bạn sẽ cần một mua một cái món đồ nào đó ví dụ như bạn uh, và ở đây ấy, thì liên quan đến uh, liên quan đến cái uh, cái cái phản ứng của tâm ấy giả sử như bạn muốn mua một căn nhà đó ok mà nếu như bạn muốn mua một căn nhà và căn nhà này chỉ giá một triệu đô nó tương ứng với bao nhiêu 23 tỷ nhưng trong túi của bạn chỉ là mới có một tỷ thôi thì có nghĩa là bạn thiếu 22 22 tỷ. Và từ cái việc mà bạn thiếu 22 tỷ như vậy thì nó phát sinh ra cái gì? Phát sinh ra sự lo lắng, phát sinh ra cái sự nghi ngờ, phát sinh ra một cái sự sợ hãi, phát sinh ra một cái gì đó mà bất an bồn chồn, ồ liệu mình có đủ cái số tiền để mình mua cái căn nhà đó hay không. Ờ mình không đủ tiền thì sao rồi rất là nhiều thứ. Thì các bạn hình dung là là cái gap đó đó, cái khoảng trống đó tạo ra cái suy nghĩ không được tích cực và nó sẽ phát ra vũ trụ một cái tín hiệu là gì là thiếu thốn và khi mà nó phát ra tín hiệu thì thiếu thốn thì vũ trụ sẽ nói là gì Ồ oh, nếu như bạn phát ra tín hiệu là thiếu thốn thì ta sẽ trả lại uh, ta sẽ trả lại nhà ngươi cái sự thiếu thốn như thế đúng không ạ mọi người các bạn hình dung ạ uh, liên quan đến số tiền đó thì thì với cái mục tiêu mà bạn đạt được và với cái số tiền hiện tại bạn đang có thì thường nó sẽ có một cái khoảng trống và chính là cái khoảng trống đó giữa số tiền hiện tại bạn đang có và số tiền bạn cần thiết có ở trong tương lai nó làm cho bạn phát sinh ra cái sự lo lắng thì ở đây thay vì để cái sự lo lắng đó nó nó tỏa ra cái năng lượng vào trong vũ trụ thì bạn hãy làm sao bạn hãy biết ơn biết ơn và làm sao hãy cảm nhận cái sự biết ơn ở trong đó bởi vì khi mà chúng ta lo lắng thì số tiền lại đi ra khỏi chúng ta đúng không ạ nếu ví dụ như bây giờ đi các bạn hình dung là căn nhà là một triệu đô và bạn đang có một tỷ bạn còn thiếu 22 tỷ thì khi mà bạn lo lắng ấy, thì lại bạn bạn là phát sinh ra cái tín hiệu là gì ạ là tiền nó đi ra tiền nó đi ra tiền nó đi ra thì lúc đó đó thì cái một tỷ của bạn đấy thì nó lại không trụ được và nó lại đi ra tiếp lại đi ra tiếp và cuối cùng là bạn không còn có cả một tỷ bạn thiếu hơn rất là nhiều đúng không ạ thì thay vì đó thì bạn cần phải thiết lập cái gì thiết lập cái sự biết ơn biết ơn biết ơn với số tiền đã đến với mình và đừng để sự lo lắng nó chiếm hữu ở bên trong tâm của mình mọi người các bạn nắm được cái chìa khóa đây ạ hãy luôn luôn quan sát và cảm nhận quan sát cái cái tâm của mình quan sát cái cảm cảm xúc của mình để hiểu được là mình đang biết ơn hay là mình đang lo lắng và hãy hiểu hãy luôn luôn lưu ý là gì ạ nếu như biết ơn thì vũ trụ sẽ mang đến cho mình nhiều hơn và nếu như lo lắng thì vũ trụ sẽ hay là không có cái lòng biết ơn đấy thì vũ trụ sẽ làm sao là lấy tiền của mình đi lấy tiền của mình đi đó thì giữ cho tâm của chúng ta ở trong trạng thái biết ơn là một cái chìa khóa đó ví dụ như hạn là gì ạ? là chúng ta nhìn vào cái tín hiệu là khi nào mà tiền đến ấy, thì chúng ta ngay lập tức là gì ạ? là chúng ta thực hiện thực hành cái lòng biết ơn đối với nó ví dụ như chẳng hạn như uh, có một cái là gì ạ? là không phải là số tiền đến với bạn là nó nó hiện hiện bằng tiền đâu mà nó có thể hiện hiện bằng nhiều cái thứ khác nhiều cái hình thái khác và chúng ta cần phải thực hành cái lòng biết ơn này chẳng hạn như thế này là nếu như bạn đi mua đồ đi bạn đi mua đồ và ngày hôm đó đó giả sử như bạn mua một cái điện thoại như thế này. Mà tính là bạn mua một cái điện thoại iPhone hay là như, như nào đó. Và khi mà bạn đến với cái cửa hàng đó bạn dự trù là gì? Là cái điện thoại này nó sẽ tầm khoảng 35 triệu. Nhưng đến cửa hàng ấy, thì hôm đó thì bạn được một cái tin đó là gì ạ? Là ngày hôm nay nhân dịp kỷ niệm là là 5 năm ngày thành lập uh, công ty hay cửa hàng. Đúng không ạ? cho nên là diện là cửa hàng sẽ có một cái mã coupon dành cho mọi người đó là uh, ngày kỷ niệm thành lập công ty và tất cả những cái đơn hàng ngày hôm nay sẽ được giảm giá là 10 Thế thay vì là trả 35 triệu thì bạn được giảm uh, bạn được giảm là gì ạ? là 3 triệu rưỡi thì đâu đó chỉ còn tầm khoảng là 31 triệu uh, 500 ngàn thôi giả sử như thế mọi người hình dung ạ Thế thì rõ ràng là bình thường đáng lý ra là bạn phải phải trả là 35 triệu nhưng bây giờ thì bạn làm sao bạn lại được tiết kiệm thêm là 3 triệu rưỡi thì đấy là cái biểu hiện là diện là tiền đã đến với bạn thì ngay lập tức làm sao là bạn biết ơn cái điều này mọi người hình cho bạn là bạn biết ơn cái điều đó hoặc là gì ạ là nếu như bạn đi một cái nơi nào đó mà đi một cái nơi nào đó chẳng hạn giả sử như tôi tôi đi buôn ma thuật đi Thế, thì khi mà tôi đi buôn ma thuật thì thông thường ấy là là tôi sẽ phải bay lên trên buôn ma thuật này và khi tôi bay lên trên buôn ma thuật thì để đi từ khách sạn đi từ sân bay về đến khách sạn thì tôi sẽ phải gọi xe taxi hoặc là xe grab nhưng mà ngày hôm đó thì khi mà tôi đi lên trên buôn ma thuật thì uh, thì có một người bạn là nói là gì ô bạn uh, bạn lên buôn ma thuật à thế bạn xuống bạn đến buôn ma thuật lúc nào thì tôi sẽ ra tôi đón bạn và tôi sẽ chở bạn đến với khách sạn thì rõ ràng là gì là uh, đấy là một cái điều có thể là bình thường chúng ta coi là hết sức bình thường đúng không các bạn nhưng mà thông qua cái cái tình huống như thế thì một người bạn đã đến với bạn và người đó uh, một người bạn đã đến với tôi và người đó đã giúp cho tôi làm sao đi từ sân bay về khách sạn và không phải gọi taxi nữa thì điều này giúp cho tôi tiết kiệm được 200 ngàn đúng không mọi người nhìn dung ạ là và khi như vậy thì có nghĩa là tôi được thêm 200 ngàn và và lúc đó chúng ta cần sao chúng ta cần biết ơn cái số tiền đó biết ơn vì làm sao mình đã có thêm hoặc là gì ạ? mình không phải chi thêm cái số tiền như vậy <laughs> thì có nghĩa là gì ạ là hoặc là ngày hôm nay mình đi shopping và bình thường mình mua một cái món đồ như thế nhưng hôm nay người ta có cái bonus người ta có chương trình khuyến mại và người ta tặng thêm một cái món đồ thì làm sao thì mình lại nhận được thêm thì với bất cứ một cái cơ hội hay một cái tình huống nào nó nó biểu hiện ra là gì ạ là chúng ta được thêm này hoặc là gì có một số tiền đang về với mình này hoặc là gì ạ hoặc là mình không phải chi ra so với khoản chi bình thường mình đã dự trù này thì tất cả những cơ hội như vậy đấy là cơ hội làm sao là mình có thêm tiền Thế mình làm sao? Mình biết ơn với điều đó. Biết ơn. À, bạn có thể nói ra bằng lời hoặc ít nhất là bạn thiết lập ý thức ở bên trong là gì? Ồ, oh, mình đã làm sao? Mình đã có thêm được cái khoản tiền này. Mình đã có thêm được khoản tiền kia. Và mình cảm ơn, 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 mình cảm ơn với cái điều như thế. Thì chỉ cần là gì? thiết lập cái ý niệm như vậy ở bên trong tâm của bạn, thì tự nhiên làm sao? Là bạn đã phát ra cái lòng cảm ơn đối với số tiền. Và khi mà bạn phát ra cái lòng cảm ơn đối với số tiền, thì vũ trụ sẽ tương ứng nhận được cái tín hiệu đó và vũ trụ sẽ làm sao gửi đến cho bạn nhiều tiền hơn nữa gửi đến cho bạn nhiều tiền hơn nữa và bao nhiêu trong số các bạn ở đây có thể làm được cái điều này và ai trong số các bạn ở đây thấy rằng đây cũng thực sự là một bí mật và đây là thực sự là một điều rất là tuyệt vời phải không ạ <laughs> ok em ạ không quan trọng đó là nhỏ hay lớn mà chỉ cần làm sao à hôm nay mình được thêm là gì ạ là 500 ngàn hôm nay mình được thêm 1.000 đồng hôm nay mình được thêm 10 triệu hôm nay mình được thêm mình giảm được cái điều này bạn đi mua đồ và cái người bán hàng nói rằng là gì là uh, bớt cho bớt cho chị mấy đồng tiền lẻ như thế này thì làm mình làm sao mình cũng cảm ơn mình cũng cảm ơn mình cũng cảm ơn ở đây chúng ta trong cái buổi hôm trước thì tôi nói là gì là chúng ta không có kỳ kèo đúng không ạ chúng ta không đàm phán bởi vì chúng ta là uh, Đương nhiên là là nếu như chúng ta nhận diện ra đây là một cái một cái deal hay là một cái cơ hội mà bán hàng nó quá phiên lệch là người ta cố gắng người ta lừa mình ấy, thì mình phải làm sao? Mình phải mình phải exit, mình phải không ở trong cái tình huống đó, đúng không ạ? Và và nếu như mà mình làm cho mình mất tiền theo dạng như vậy thì có nghĩa là mình đã không có trách nhiệm đối với cái giao dịch à, với số tiền của mình rồi. Nhưng mà mình mình làm sao để là mình đảm bảo cái quá trình mà nó làm sao nó nó diễn ra là rất là công bằng. Đúng không ạ? Thì Uh, nhưng mà nếu như mà người bán thì nó là gì là thôi tôi bớt cho anh cái phần này thế ok <laughs> uh, nếu như mà sao là người bán bớt cho chúng ta thêm cái phần đấy thì làm sao oh cảm ơn cảm ơn cảm ơn đúng không ạ và mình mình đón nhận cái điều đó mình đón nhận cái số tiền hay đón nhận cái phần quà hoặc người ta cho mình thêm một cái gì đó thì làm sao mình cảm ơn mình cảm ơn mà cảm ơn và lúc đó thì các bạn sẽ cảm thấy là gì ạ một cái tâm lý abundance xung quanh chúng ta là ngập tràn và các bạn biết không ạ là là kể từ khi mà tôi được học cái điều đó và tôi thực hành cái điều đó thì tôi thấy làm sao là rất là rất là nhiều cái điều tuyệt vời đến à, thậm chí là diện dạ, tự nhiên bạn bè gửi cho cái món quà này bạn bè gửi cho cái món quà kia à, và làm cho là diện dạ, là đồ đạc trong nhà hoặc là đồ ăn vật dụng các thứ làm sao là nó nó trở nên làm sao ạ trở nên là abundance rất là sung túc các bạn ạ thì tất cả mọi thứ là diện là đến từ cái việc là diện là chúng ta biết ơn chúng ta biết ơn chúng ta biết ơn chúng ta biết ơn với những điều tuyệt vời đến với cuộc sống của chúng ta và cụ thể là diện là chúng ta biết ơn cái số tiền đó thì thì từ cái việc đó đó thì các bạn ý thức là cứ khi nào mà chúng ta có số tiền đến hay chúng ta nhận diện thấy là diện là cái giá trị nó được gia tăng thì chúng ta là sao? chúng ta biết ơn hay chẳng hạn như là diện là nếu như bây giờ đi thế tôi ngồi nhà tôi chả có làm cái gì cả thì làm sao tôi biết là Ờ, tôi tôi biết ơn như thế nào đúng không? thì nếu như các bạn để ý thấy trong những cái ngày vừa qua ở đâu đó tầm khoảng đôi ba tháng trở lại đây thì các bạn để ý thấy cái gì nó trở thành hot ở trên ở trên thị trường không? các bạn có thấy cái gì hot không? Cảm thấy rất là hot ở trên thị trường, đó là gì? thị trường bất động sản đúng không? và À, tôi nghe đọc ở trên đài ở trên báo ở trên tất cả các phương tiện truyền thông rồi làm sao bạn bè của tôi nói rằng là gì ạ chờ đợi đợt này bất động sản tăng phi mã tăng kinh khủng kiếp luôn à, ở ngoài kia đất nền nó tăng rồi à, đất à, trên dãy cũng tăng rồi à, rồi làm sao là đất nhà phố cũng tăng rồi cái người môi giới đến với chúng tôi làm sao họ cũng nói với chúng tôi là gì ạ là cái căn nhà của anh làm sao là nó cũng tăng giá thì hôm đó thì tôi ngồi và tôi Uh, tôi nói chuyện uh, tình cờ tôi gặp cái anh anh uh, uh, phụ trách uh, cái anh mà môi giới ở trong khu của chúng tôi thì thì anh ấy vừa mới nhìn thấy chúng tôi một cái thì uh, chúng tôi đang đi dạo ở trong cái khu của chúng tôi thì, thì anh bảo là diện là chúc mừng anh chị thế tự nhiên tôi bảo là diện ô có chuyện gì mà chúc mừng vậy thế sau đó thì anh nói là diện là chúc mừng anh chị là bởi vì làm sao là căn nhà của anh chị bây giờ uh, nó có giá trị như thế này thì các bạn thấy tự nhiên là diện là trước đây ví dụ như là từ thời cách đây nhiều năm ấy thì chúng tôi mua căn nhà À, chúng tôi mua căn nhà là gì ạ? là giá của nó tầm khoảng là là hơn 10 tỷ <laughs> thì sau đó một năm ấy thì nó tăng lên tầm khoảng là 17 tỷ và sau đó thì làm sao nó tăng lên là gì là thành 23 tỷ và sau đó thì nó tăng lên thành là gì ạ? 30 tỷ và con số gần đây nhất thì làm sao là bạn ấy cập nhật cho tôi là gì là giá căn nhà của chúng tôi đâu đó nó à, thị trường sẵn sàng chi trả với giá tầm khoảng là gì ạ? là 30 35 tỷ đó thì các bạn hình dung là dù mình mình không có làm gì cả nhưng mà cái tài sản ở trong tay của mình ấy, thì nó cũng sao nó cũng tăng nó cũng tăng thế thì làm sao thế thì mình biết được là gì ạ là xung quanh các cái nguồn luật xung quanh của mình cái gì thuộc sở hữu của mình là sao là nó tăng giá trị và khi nó tăng giá trị như vậy thì làm sao thì mình biết ơn mình biết ơn mình biết ơn à, mình biết ơn một cái miếng đất mình đã từng mua trước đây bây giờ nó đã tăng giá mặc dù mình chưa bán ra <laughs> mình không có bán ra nhưng mà làm sao nó đã tăng giá như vậy thì làm sao mình biết ơn cái sự gia tăng của cái giá trị tài sản của mình hay nếu như bạn mua một cái một cái chỉ vàng uh, thì giá của chỉ vàng trước đây nó chỉ tầm khoảng là 5 triệu năm uh, 5 triệu mấy thôi bây giờ nó đã lên là, lên là rẻ dạ? là tầm khoảng 6 triệu 6 triệu mốt thì làm sao bạn biết ơn cái điều đó nếu như bạn mua một cái cổ phiếu mà trước đây nó chỉ tầm khoảng là 5.000 mà bây giờ nó tăng lên 7.000 hoặc 8.000 thì làm sao bạn biết ơn cái cái sự gia tăng của cái tài sản của mình nếu như bạn trồng một cái cây mà trước đây nó nhỏ 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 này và nó chưa ra trái mà hôm nay nó đã làm sao nó đã lớn lên rất là cao rồi và nó bắt đầu ra trái thì bạn làm sao bạn biết ơn bởi vì sao bởi vì nó đã mang lại cái giá trị cho cuộc sống của bạn nó gia tăng cái giá trị mà bạn đang sở hữu đúng không? thì lúc đó làm sao mình cảm nhận cái sự tăng trưởng đó và mình biết ơn cái điều đó và khi mà mình biết ơn cái điều đó thì vũ trụ sẽ làm sao sẽ mang đến cho mình nhiều hơn ok bạn? thì hãy kiểm tra lại hãy đảm bảo lại là gì là các bạn đang có được sự biết ơn với tất cả những cái điều mà nó đang có ở trong cuộc sống của mình và với những gì đang đến với cuộc sống của bạn đúng không ạ ok ạ? mọi người nắm được cái chìa khóa này chưa và cái thứ hai nữa là gì là là khi mà trong cái lúc mà khó khăn đấy trong lúc khó khăn à, khi mà mình đã có rồi ấy, thì có nhiều người bảo gì ồ nhưng mà anh đã có rồi thì cái việc mà anh biết ơn như vậy thì nó rất là tốt nó rất là dễ nhưng mà bây giờ tôi chưa có thậm chí tôi còn là, đang rất là khó khăn tôi đang gặp trục trặc như thế này gặp trục trặc cái kia thì <laughs> làm sao mà tôi có thể biết ơn cho được khi mà tôi đang rất là lo lắng thì các bạn phải hiểu là gì ạ đây là cái lúc mà nó rất là mong manh nó rất là mong manh nhưng mà cần thiết là bạn hãy tập trung vào cái mà bạn có đúng không ạ bạn cần thiết là tập trung vào những cái nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ thôi nhưng mà là cái biết ơn. Ok ạ. Ví dụ như ít nhất là gì ạ? Và ngày hôm nay thì bạn vẫn còn vài ngàn đồng để mua được gói mì tôm. <laughs> Nếu như các bạn đang ở trong trạng thái cực kỳ khó khăn. Đó, bạn <laughs> uh, rồi uh, bạn còn vài ngàn đồng để làm sao? Để bạn uh, để để bạn vẫn còn mua được cái gói mì tôm đúng không ạ? hay là ít nhất là bạn vẫn còn có một cái nơi để ở ít nhất là nếu như ai đó bảo là gì ạ là nhưng mà bây giờ tôi khó khăn quá và tôi đang phải uh, đang phải ở dưới gầm cầu này tôi đang phải ở bên ngoài vệ đường này tôi đang phải ở dưới trong trời mưa giá rét này thì ít nhất là bạn còn có cái vòng trời này để bạn ở mọi người hình dung ạ ít nhất là còn có cái gầm cầu để mà mà che mưa che che nắng ở đó ít nhất là xung quanh mình vẫn còn một cái không gian dù nó không được tiện nghi cho lắm nhưng để cho mình có thể trú ngụ ok mà và mình biết ơn với tất cả những gì đang có ở trong hiện tại đang có ở xung quanh của mình và mình chỉ tập trung vào cái điều mà mình biết ơn thôi mình chỉ tập trung vào những điều mà mình biết ơn thôi đúng không ạ tập trung vào những cái gì mình có tập trung vào cái gì mình có thì từ cái đó bạn sẽ nuôi được một cái ngọn lửa các bạn sẽ nuôi được một cái ngọn lửa bạn sẽ nhen nhóm lên một cái ngọn lửa nhỏ 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 nhưng sau đó từ đó bạn lại tập trung vào bạn lại thổi cho nó mạnh lên bạn lại bỏ thêm dương, bạn lại bỏ thêm dạ bạn lại bỏ thêm vào đó những cái cành que những cành cây khô và bạn là sao thêm 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 thì từ từ bạn sẽ tạo thành một cái ngọn lửa bạn sẽ tạo thành một cái đống lửa rất là lớn rất là mạnh mẽ và từ đó làm sao nó sẽ lại tiếp tục tỏa ra năng lượng và nó sẽ lại thu hút thu hút thêm và đây là chúng tôi đã từng trải qua cái giai đoạn rất là khó khăn như thế và kể từ khi tôi mà tôi hiểu được cái điều đó thì tôi không uh, tôi không kỳ vọng vào nhân tố bên ngoài nữa mà tôi tập trung vào cái nhân tố bên trong là làm chủ cái tâm của mình và tập trung vào cái mình có và mình biết biết ơn với cái mình có chứ mình không có ca thán mình không có trách cứ mình không có lo lắng mình không có sợ hãi mình không có làm sao để cho tâm của mình trở nên hoang mang tôi có rất là nhiều uh, tôi gặp được rất là nhiều bạn gửi mail đến cho tôi, nhắn uh, nhắn tin trực tiếp cho tôi và bạn nói là gì ạ? bạn đang ở trong tình trạng tình trạng rất là khó khăn và bạn mong muốn được tôi giúp đỡ, được tôi chia sẻ, được tôi hỗ trợ hay được thế này thế kia. và thưa các bạn là gì ạ? tất cả những cái sự hỗ trợ đến từ bên ngoài đều không có giá trị. người nào đang khó khăn đấy và thiếu một khoản tiền lớn bây giờ uh, giả sử như có một cái người mạnh thường quân nào đó và đến và đưa cho họ cái số tiền để làm sao để họ có thể giải quyết được cái tình huống hiện tại nhưng thưa các bạn rồi thì người ta sẽ lại lặp lại cái tình huống đó mà thôi, đúng không? Ngày hôm nay người ta có thể làm sao? <laughs> Các bạn hình dung là gì? Ngày hôm nay người ta có thể có một cái khoản tiền ai đó cảm thương và trao cho họ cái khoản tiền đấy, nhưng mà làm sao? Rồi đến ba ngày sau, đến ba tháng sau, sáu tháng sau, người ta sẽ gặp lại cái tình huống đó. Bởi vì sao? Bởi vì đó là mô thức, là bởi vì người đó không nhìn nhận rằng là tôi đã thiếu đi lòng biết ơn và người đó chỉ làm sao? Chỉ sợ hãi chỉ hoảng sợ và chỉ mong muốn tiền là một cái thứ gì đó có thể khỏa lấp đi cái sự lo lắng sợ hãi ở bên trong họ mà thôi đúng không và người đó đang thực sự lại không trân trọng bởi vì người ta không biết ơn người ta nghĩ rằng là ai đó đưa đến cho mình khoản tiền thì mình sẽ giải quyết được vấn đề thì thực tế là người ta đã không biết ơn cái số tiền mà người ta đang mong muốn đó bởi sao bởi vì nếu như chúng ta là một cái người thực sự biết ơn với số tiền thì làm sao thì chúng ta phải sử dụng tiền đúng mục đích và đúng nguồn gốc chứ chúng ta không thể lấy chỗ này đập chỗ kia được đúng không ạ bởi vì như vậy là chúng ta đang đang hủy hoại cái ý nghĩa cái giá trị của tiền ok ạ? Mà. mà chúng ta chỉ muốn là gì là tiền là cái phương tiện để chữa cho những cái sai lầm những cái sai lầm của chúng ta mà thôi thì cái chính là chúng ta phải sửa bản thân chứ không phải là chúng ta sửa cái bên ngoài chúng ta không phải là chữa cháy ok ạ? <laughs> thì như vậy á, thì tôi thường hay nói là gì hãy tập trung vào lòng biết ơn hãy tập trung nuôi dưỡng lại tâm hồn của mình hãy tập trung làm sao là thiết lập lại cái giá trị từ bên trong của chúng ta và đó là cách thức để bạn từ từ đi từ khó khăn đi từ một cơn hỏa hoạn mà bạn có thể đi ra bên ngoài một cách bình an được không ạ còn nếu không ấy thì chúng ta sẽ mãi bị vùi ở trong cái trong cái sự khó khăn đó thì thì chính là gì ạ là lòng biết ơn sẽ dẫn đường cho chúng ta đi ra khỏi những khó khăn đấy chính là cái chìa khóa và chúng tôi đã tại sao tôi tôi nói cái điều này không phải là lý thuyết lý do là bởi vì sao bởi vì chính bản thân tôi đã chúng tôi đã thực hành cái điều đó và chúng tôi đã thoát khỏi cái hoàn cảnh khó khăn của mình không phải là một lần mà là gì là nhiều lần cho nên là gì là tôi mới biết là gì ạ là không phải là nguồn lực từ bên ngoài mà nó là nguồn lực từ bên trong của chúng ta ok ạ Đấy là cái chìa khóa Thế thì uh, vì vậy cho nên là nếu như công việc cái cuộc sống hàng ngày nó diễn ra diễn ra diễn ra đó thì chúng ta thiết lập cái lòng biết ơn cứ khi nào nhận thấy dấu hiệu tiền đến thì các bạn hãy thể hiện lòng biết ơn khi nào đó uh, khi nào ai mà trao tặng cho chúng ta một món quà thì chúng ta hiểu là gì dạ, đấy cũng là tiền và chúng ta biết ơn khi nào mà mình uh, từ công việc kinh doanh mình có thêm nguồn thu nhập thì mình biết ơn từ uh, hay là nếu như đi làm đến cuối tháng mình nhận được lương thì làm sao mình biết ơn và ngày hôm nay giả sử như là gì dạ, là có một ngày lễ nào đó và sếp có thưởng cho nhân viên ở trong công ty thì làm sao thì mình biết ơn và hôm nay mình ra bên ngoài mình được một ai đó mời một ly cà phê thì mình biết ơn về cái khoản chi phí cà phê đáng lý ra mình phải trả nhưng người ta mời tức là người ta chi cho mình thì mình biết ơn và nếu như mình đi đến một cái nơi nào đó mình nhận được cái sự hỗ trợ trợ giúp từ những người bạn hay là những người đối tác hay những người ở đó người ta dẫn mình đi nơi này người ta dẫn mình đi nơi kia người ta hỗ trợ cho mình cái nguồn lực thêm sao thì mình biết ơn cái phần như vậy vì sao bởi vì đấy là đáng lý ra mình phải chi Uh, về thời gian về công sức về tiền bạc nhưng người ta đã hỗ trợ cho mình thì mình làm sao mình biết ơn với cái điều đấy và nếu như mình ở trong trạng thái khó khăn thì mình không để cho tâm của mình lo lắng không để cho tâm mình dao động không để cho tâm mình sợ hãi mà mình làm sao mình giữ vững cái sự biết ơn mình biết ơn mình biết ơn mình âm thầm mình biết ơn từ bên trong mình vững vàng mình biết ơn từ bên trong thì từ từ làm sao mình đi ra bên ngoài mình thoát ra khỏi cái khó khăn như vậy ok mà và vậy thì còn tương lai thì sao tương lai tôi muốn có căn nhà tương lai tôi muốn có cái xe tương lai tôi muốn có cái vật này vật kia chúng ta hiểu rằng là gì ạ? đằng sau tất cả các số tiền đều là một cái mong muốn mà mình làm sao <laughs> mình mong muốn là mình sẽ sở hữu cái điều gì đó mình mong muốn mình được trải nghiệm điều gì đó tôi muốn có một cái áo mới tôi muốn có tiền để làm gì để cho con của tôi có thể đi học ở trường tốt tôi muốn có tiền để tôi có thể mua căn nhà cho những người thân của tôi tôi muốn có tiền để tôi có thể mua được cái xe tôi muốn có tiền để tôi có thể chữa bệnh tôi muốn có tiền để các bạn biết rằng là gì ạ là tại sao tôi lại muốn có tiền không phải để tôi ngồi tôi ôm đống tiền tôi sung sướng và, và thậm chí là gì ạ là tôi ngồi tôi ôm đống tiền sung sướng thì nó cũng là một cái lý do để tôi có tiền phải không ạ vậy thì luôn luôn hiểu rằng là gì ạ tôi muốn có tiền để làm gì đó tôi muốn có tiền để làm gì thì bạn cần rõ ràng cái điều mà bạn muốn đấy và và khi bạn muốn có tiền để làm gì ạ thì bây giờ chúng ta sẽ làm rõ cái điều này ra bằng cách làm sao các bạn làm sao các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái tấm xét như thế này Đúng không bạn đây là đây là cách thức để chúng ta tương tác và chúng ta làm việc với với vũ trụ <laughs> đó là gì chúng ta sẽ có một tấm xét và tấm xét này các bạn có thể tìm nó được ở đâu thì các bạn có thể tìm được ở trong đây các bạn có thể tìm được ở trong cái trang này các bạn có thể thấy nó được ở trên trang the secret <laughs> Các bạn có thể nhìn thấy là gì ạ? Là ở trên trang The Secret thì nó sẽ có một cái cái đường link để tôi chia sẻ cho các bạn ở chỗ này ha. Đây. Đây là một cái rất là giá trị. <laughs> các bạn nhìn thấy cái xác đó chưa? Và đây, ok. Để tôi sửa lại cái này ha. Đó. <laughs> Các bạn nhìn thấy là đây là cái địa chỉ ở trên màn hình nó chạy ấy, là nó có cái tấm xét như thế này và các bạn chỉ cần vào cái trang web đó vào cái trang web mà tôi đang cho chạy ở trên màn hình đó và các bạn có thể download xuống được cái file này các bạn có thể download cái file này và sau đó các bạn in nó ra thành một cái một cái tấm xét thành cái tấm xét dạng như thế này ha ok mọi người nắm gì ạ? và sau khi chúng ta có cái tấm xét như thế này thì các bạn có thể viết vào viết vào đây ạ là ngày này, ngày hôm nay là ngày bao nhiêu này. Và ngân hàng vũ trụ, ngân hàng vũ trụ sẽ làm sao là sẽ thanh toán số tiền bạn muốn, bao nhiêu bạn ghi ở đây và số tiền này để làm gì? Ví dụ như tôi muốn là gì ạ? Là có 1 uh, tỷ để mua một cái xe hơi. Đó và theo yêu cầu là gì ạ? Là uh, của tên của chúng ta ở đây và chúng ta có thể ký <laughs> ở chỗ này. Ok. Mọi người dùng nhận Các bạn thấy được chưa? Thì khi mà chúng ta có tấm xác này rồi thì chúng ta đã làm rõ ra cái yêu cầu tôi muốn có tiền để làm gì? Tôi muốn có tiền, tôi muốn có 1 tỷ để mua cái xe, tôi muốn có 20 tỷ để mua căn nhà, tôi muốn uh, có 5 tỷ để mua một cái miếng đất để trồng cây, ví dụ như thế. <laughs> Hay là tôi muốn có tiền để cho con của tôi đi học thì các bạn uh, cần bao nhiêu ấy thì các bạn viết nó ra rõ ràng cụ thể vào cái tấm xét này. Được chưa ạ? Thì khi mà chúng ta viết ở đây ấy, thì các bạn, à, chúng ta có viết ra tầm tất cả số tiền mà chúng ta cần có hay không? Thì chưa cần. <laughs> đây là nghệ thuật sử dụng tấm xét nhé. Ai trong số các bạn ở đây muốn biết cách để chúng ta có thể sử dụng tấm xét này một cách có thực sự là hiệu quả? Thì chúng ta, bạn <laughs> bạn có thể làm sao? Ở đây các bạn ghi ngày hiện tại là ngày hôm nay ạ Uh, còn thời điểm nào bởi vì ví dụ như hôm nay bạn bạn ghi cái lệnh này và sau đó bạn gửi đến cho ngân hàng thì lúc nào mà ngân hàng nhận được thì ngân hàng sẽ làm sao sẽ hoàn lại cho sẽ gửi đến cho bạn cho nên là bạn ghi vào ngày hôm nay ví dụ như ngày hôm nay là ngày uh, hôm nay là ngày 18 tháng 1 chẳng hạn thì các bạn ghi là ngày 18 tháng 1 thì tôi đã gửi đến cho ngân hàng một cái yêu cầu ngân hàng vũ trụ một cái yêu cầu các bạn nhìn thấy chưa 18 tháng 1 là tôi tôi ghi cái ngày mà tôi làm sao là tôi viết cái này ra Đúng không? Ví dụ như ngày hôm nay các bạn đến ngân hàng, thì ngân hàng sẽ nói là hôm nay anh chị rút bao nhiêu thì anh chị ghi cái ngày hôm nay và em sẽ nhận cái lệnh, cái đơn của anh này và nếu như ngân hàng đã có sẵn tiền thì ngân hàng sẽ thanh toán luôn. Còn nếu không ấy thì ngân hàng sẽ hẹn là diện là anh chị ngày mai anh chị quay lại, đúng không? Các bạn ok không ạ? cái cách thức ở đây có nhiều người uh, không không biết cái cách thức để sử sử dụng cái xác này và sau đó là diện là, là họ cảm thấy khó khăn và họ nghi ngờ cái 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 cách thức như thế này để có thể rút được tiền từ vũ trụ thì có nhiều người là họ ghi là gì ạ tôi muốn có một tỷ đô <laughs> đó đây thì các bạn luôn luôn hiểu là gì ạ là với một tỷ đô ấy à, tức là gì ạ là sẽ thanh toán là gì ạ là giả sử như ở đây tôi có thể ghi là gì ạ tôi muốn có tôi muốn có bao nhiêu tôi muốn có đây <laughs> một tỷ một tỷ không trăm ba triệu năm trăm ba mươi ngàn đó đồng đó các bạn nhìn thấy là gì ạ <laughs> tôi viết một cái tấm xét một cái tấm xét là gì ạ là vào ngày 18 tháng 1 năm 2022 thì tôi muốn có một cái số tiền là gì ạ 1 tỷ 0 3 triệu là 3 triệu 530 ngàn đồng uh, lý do to the order đúng không ạ to the order of đó là gì ạ là theo cái yêu cầu để làm sao để mà để mua xe Ford Ranger Ranger ở uh, White Check đó White Check OK <laughs> đây các bạn nhìn thấy chưa? Tôi muốn mua uh, tôi muốn có 1 tỷ không trăm ba triệu năm trăm ba mươi đồng để làm sao để mua xe Ford Ranger White Check và 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 tại sao tôi lại viết cái này? Đây là Tôi tôi viết tâm xét cho tôi đi nhờ các bạn cũng có thể viết uh, cái cái tâm xét này nha. Ok <laughs> Rồi và ở đây là mình ký vào đây, mình ký. Đó. Tôi tôi ký như thế này, tôi order. Đó, để mua xe cho cho Nguyễn Quốc Quang Ngọc. Tại sao tôi lại mua cái xe này? đấy tại sao tôi mua cái xe này là <laughs> là làm sao là bởi vì lý do là bởi vì sao tôi muốn mua cái xe này là bởi vì à, sắp tới trong năm 2022 này thì chúng tôi sẽ di chuyển rất là nhiều ở tây nguyên à, tôi có kế hoạch lên trên đó để tôi làm sao là tôi à, tôi làm vườn ở trên đó tôi muốn trồng cây tôi muốn à, đi du ngoạn rất là nhiều ở trên tây nguyên thì thông thường trước đây ấy, thì mỗi một lần mà đi lên Tây Nguyên ấy, thì tôi có hai cái phương thức một là tôi bay lên trên đó uh, thì bay thì nó rất là nhanh nó chỉ tầm khoảng là 45 phút thôi từ Sài Gòn đi lên trên uh, buôn Ma Thuột thì chỉ có tầm khoảng 45 phút nhưng mà khi mà tôi bay như vậy ấy, thì lên trên đó thì tôi không có phương tiện và rất là hạn chế trong việc đi lại ở trên đó và nếu như tôi có phương tiện thì làm sao tôi muốn có phương tiện thì tôi lại phải chạy xe từ nhà tôi lên và mỗi một lần chạy xe như vậy thì các bạn hình dung là từ từ Sài Gòn lên trên buôn ma Thuột thì nó tầm khoảng hơn trăm ba uh, hơn 300 cây đó hơn 300 cây thì khi mà uh, mà chạy như vậy á thì uh, thì tôi sẽ phải lái xe đâu đó tầm khoảng là 8 tiếng mọi người hình dung ạ tôi phải chạy xe 8 tiếng thì từ Sài Gòn lên trên buôn mê và sau khi kết thúc nếu như tôi hoàn tất cái công việc của tôi ở trên buôn mê thì tôi lại phải chạy từ buôn mê về và lại mất 8 tiếng như vậy thì như vậy là nó là, sao? là mất gần như là hai ngày trời chỉ cho cái việc đi đường thì thay vì như vậy thì nếu như bây giờ tôi có một cái xe đặt sẵn ở trên buôn mê rồi và tôi bay từ Sài Gòn lên trên buôn mê và khi bay từ Sài Gòn lên trên buôn mê thì tôi đã có sẵn cái xe và tôi làm sao thì tôi có thể chạy vòng 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 ở đó và khi tôi về thì tôi lại để cái xe uh, ở farm của tôi và sau đó làm sao là tôi đi ra sân bay và tôi bay về thì như vậy tôi sẽ tiết kiệm được thời gian của tôi rất là nhiều và không làm sao không phải chạy xe là 8 tiếng như vậy thì nó rất là mệt đúng không ạ thì thì đó là lý do vì sao mà tôi muốn có một cái xe như thế và bây giờ tôi đã viết với vũ trụ yêu cầu với vũ trụ là gì ạ là uh, mình sẽ có được số tiền bên uh, bạn uh, bạn nhân viên mà bán xe mà đã báo cho tôi là gì ạ là cái xe này uh, Ford Ranger đời uh, 2021 nghìn uh, full option white check đó màu cam thì là giá của nó là 1 tỷ không triệu 530 ngàn đã bao gồm thuế bao gồm là gì ạ là giấy tờ, tức là gì ạ? là lăn bánh, à, lăn bánh à, tức là đây là giá lăn bánh rồi. Thì đây là cái xét mà tôi tôi viết ra để làm sao để mà tôi có thể mua được cái xe này cho tôi và trong năm 2022 này để tôi có thể có được cái xe mà tôi chạy đi làm sao là à, khắp vùng à, khắp vùng Tây Nguyên luôn. Và các bạn thấy điều này có tuyệt vời không ạ? Thì như vậy á thì chúng ta viết ra cái lý do, cái mục tiêu cho tôi cần cái số tiền này để làm gì? Các bạn hình dung là các bạn có nhiều tiền ở trong ngân hàng đúng không 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 phải là khi nào bạn ra ngân hàng thì bạn cũng giúp tất tần tật số tiền của bạn về mà ngày hôm nay bạn cần mua cái xe máy thì bạn ra ngân hàng bạn viết một cái xét đủ vừa cho số tiền để bạn mua xe máy và sau đó bạn rút về đúng không các bạn hình dung không thì nếu bạn rút về và sau đó là bạn đủ vừa đủ để bạn đi bạn mua xe máy thôi À, nếu như hôm nay bạn mua cái ô tô thì bạn đến ngân hàng và bạn viết xét bạn gửi cho nhân viên ngân hàng để tạo, bạn viết cái rút cái số tiền vừa đủ để mua cái cái ô tô đấy thôi còn à, nếu như hôm nay bạn đi mua nhà thì bạn làm sao bạn đi ra và bạn xét viết cái xét để bạn mua đủ, đủ số đủ cái số tiền để tạo để mua căn nhà chứ có bao giờ bạn bạn rút tất toàn tật về tiền về nhà đâu bởi vì sao chúng ta để tiền ở nhà làm cái gì đúng không chúng ta phải gửi nó ở ngân hàng chứ cho nên là chúng ta phải gửi ở trong ngân hàng vũ trụ khi chúng ta cần cái món đồ nào cần mua cái gì thì chúng ta ra và chúng ta gặp nhân viên ngân hàng và chúng ta viết xét và chúng ta rút số tiền đó thôi ok em ạ thì đấy là cái cách thức để chúng ta viết chứ rất là nhiều người bảo rằng à tôi viết tôi tôi muốn rút một tấm xét là một tỷ đô đúng không một tỷ đô về để để làm gì <laughs> các bạn thấy không ạ thì đây là đây là cách thức để chúng ta sử dụng cái tấm xét và để cho cái điều này trở nên làm sao là chúng ta phải huấn luyện cho cái tâm của chúng ta nó trở nên quen với cái điều này và nó trở nên tin về cái điều này thì làm sao các bạn đừng viết là gì ạ là ví dụ như bây giờ các bạn đang chỉ có tầm khoảng là mấy chục triệu thôi mà các bạn lại viết một cái tấm xét là đâu đó nó tầm khoảng là mấy tỷ hoặc là mấy chục tỷ ấy thì lúc đó các bạn sẽ làm khó cho ngân hàng mọi người nhìn không thì thì các bạn sẽ làm sao làm cho cái số tiền này trở nên rất là khó để với bạn Mặc dù là là số tiền lớn bao nhiêu thì làm sao thì nó cũng sẽ làm sao là không phải là lớn đối với vũ trụ. Nhưng vũ trụ sẽ phải căn xem thêm cái khả năng hiện tại bạn đang quản lý được bao nhiêu để vũ trụ có thể sẵn sàng chi cho bạn hay không. Và điều quan trọng là vũ trụ luôn luôn chi đúng và chi đủ. Vũ trụ không chi thừa và không làm sao Là không chi lung tung, đúng không ạ? Cái người mà làm sao là không có lòng biết ơn đối với số tiền đấy là cái người là có tiền trong tay rồi là chi vung chi vãi chi chi tiêu vô tội vạ chi mà không biết là họ đang chi cái gì đúng không ạ thì thì nếu như bạn viết nhiều quá mà bạn không ý thức được là bạn đang chi cho cái gì giả sử như bạn nói là gì tôi sẽ muốn cái số tiền này để làm sao để 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 xây một cái trung tâm nào đó thì bạn cũng phải có rõ ràng chi tiết các hạng mục thì ngân hàng mới giải ngân chứ ngân hàng không giải ngân ngay lập tức phải không mọi người đồng ý không vì vậy cho nên là gì các bạn có thể viết là gì à, ngày hôm nay tôi tôi muốn có tầm khoảng là mấy trăm ngàn để làm sao là để mời bạn của tôi đi uống cà phê thế thôi chỉ đơn giản như vậy thôi mọi người nắm được cái, một cái idea ở đây chứ là các bạn chỉ viết là một cái tấm xét nhỏ tầm khoảng 200 ngàn để tôi có thể có tiền để tôi mời bạn tôi đi uống cà phê hay là tôi có thể có tầm khoảng là tôi có tấm xét tầm khoảng là một triệu để tôi mua một cái áo hoặc là tôi có tấm xét là bao nhiêu đấy các bạn hãy viết ở uh, cái cái số tiền làm sao là chưa cần nhiều mà hãy tập trung vào cái nhỏ 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 ở trong cái cuộc sống của mình để làm sao để cho cái việc này diễn ra một cách rất là dễ dàng được không ạ chúng ta phải có cái sự làm quen chúng ta phải có cái sự huấn luyện chúng ta phải thiết lập được cái quy trình chứ đừng một đừng bùng một phát là gì ạ? là mình mình viết ra một cái số tiền khổng lồ và đến lúc đó là gì ạ? các bạn nhớ là trong chương trình trước ấy, trong cái buổi chia sẻ trước thì tôi có nói về nguyên lý hòn tuyết lăn phải không ạ không thể nào có một quả cầu tuyết nó hình thành ngay tại thời điểm ban đầu của nó được mà tất cả mọi thứ đều được hình thành từ những bông tuyết nhỏ nhỏ rồi sau đó trở thành một nắm tuyết, sau đó trở thành một quả bóng tuyết và sau đó mới trở thành một quả cầu tuyết khổng lồ. Vì vậy cho nên là hãy viết xét là gì ạ? Là mấy chục ngàn để có một cái ly cà phê, hay là uh, mấy trăm ngàn để có một cái bữa tiệc, hay là gì ạ? Là có mấy triệu để mua cái điện thoại, hay là uh, có mấy chục triệu để mua cái tủ lạnh, đúng không? Hay là gì đó? Thì các bạn viết ra những cái như vậy. Đúng không các bạn? Mọi người nắm được cái idea này chưa? thì khi bạn viết xong cái điều đó bạn viết xong cái điều đấy xong ấy thì bây giờ là đến phần thứ hai khi bạn viết xong cái tấm xét như thế này thì bạn nhìn vào đó các bạn nhìn vào đây và nhìn vào đây này rồi Ok ngày 18 tháng 1 năm 2022 thì tôi đã viết ra một cái yêu cầu để rút về một khoản tiền từ ngân hàng vũ trụ là 1 tỷ 0 3, là 3 triệu 530 ngàn để làm gì? để tôi sẽ dùng số tiền này để mua cái xe Ford Ranger check uh, dùng để cho cái việc làm sao di chuyển ở trên vùng Tây Nguyên và khi tôi nhìn thấy uh, tôi đã có cái tấm xét này rồi thì tôi sẽ làm sao? nhắm mắt lại mà tôi hình dung ra cái khoảnh khắc mà làm sao tôi hình dung ra khoảnh khắc mà cái người uh, nhân viên của bên đại lý xe họ sẽ bàn giao cho tôi cái chìa khóa của cái xe này và tôi thấy được cái xe Ranger White màu cam của tôi và sau đó tôi làm sao tôi trèo lên trên cái xe và tôi bấm làm sao là cái 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 nút khởi động và tôi bắt đầu làm sao tôi bắt đầu lái và bên cạnh đó thì tôi cũng thấy là gì là tôi đã thực hiện cái giao dịch là gì là chuyển khoản cái số tiền 1 tỷ 003 triệu 530 ngàn vào trong tài khoản của công ty Ford để làm sao để tôi có được cái xe và sau đó thì làm sao thì chúng tôi sẽ lái cái xe này chạy lên trên Buôn Ma Thuột và bắt đầu là vi vu ở trên các cái nẻo đường của Tây Nguyên đó và tôi cảm nhận thấy cái điều đó rất là rõ ràng tôi cảm thấy nó rất là rõ ràng và tôi biết ơn cái điều này tôi biết ơn cái điều này ok ạ. và sau khi mà mà đã thiết lập được cái điều đó rồi thì thì các bạn làm gì các bạn có thể mang cái tâm xét này bên mình để ở một cái nơi nào đó mà bạn có thể thường xuyên nhìn thấy được và mỗi một ngày và thời điểm nào đó cho đến khi mà cái điều này trở thành hiện thực thì cứ khi nào mình nhìn vào đó thì mình lại cảm ơn mình lại cảm nhận thấy cái điều đó đã trở thành hiện thực và mình cảm ơn cảm ơn mình tin rằng cái điều này sẽ diễn ra đúng không ạ thời điểm nào diễn ra thì hãy để vũ trụ lo nhưng mà việc của chúng ta là là cảm ơn cảm ơn và cảm ơn với cái số tiền để làm sao để mình có thể mua được cái xe này ok mà và mua được cái món đồ này mọi người nắm được cái chìa khóa này chưa thì khi đó đó thì các bạn mua các bạn mang theo hoặc các bạn để ở cái nơi nào đó trong cái khu vực làm việc hay ở trong phòng ngủ của mình hoặc các bạn dán lên cái bản tầm nhìn và cứ như thế và khi nào mà bạn đạt được cái mục tiêu như thế này rồi thì lúc đó thì các bạn các bạn sẽ ghi vào đây là dạng đã đạt được cảm ơn và lúc đó bạn viết tấm xét thứ hai cho mục tiêu tiếp theo của bạn có nghĩa là viết xét thì mình mình viết nhiều lần đâu có phải cả cuộc đời bạn ra ngân hàng có một lần và viết viết một tấm xét đâu bạn nhìn thấy bạn có rất là nhiều tiền để ngân hàng và và khi nào cần thì bạn ra và cái việc làm sao chúng ta ra ngoài ngân hàng thường xuyên thường xuyên đúng không ạ đó thì chúng ta sẽ làm sao chúng ta sẽ chúng ta sẽ để ở cái nơi nào chúng ta dễ nhìn thấy thường xuyên nhìn vào đó và chúng ta feeling chúng ta cảm nhận rằng chúng ta sẽ có được nó chúng ta đã có được nó và chúng ta cảm nhận là cái việc nó đã diễn ra như thế và biết ơn biết ơn biết ơn và chỉ cần như vậy thôi và hãy xem điều kỳ diệu nó sẽ xảy ra như thế nào ở trong cuộc sống của chúng ta ok không ạ mọi người nắm được cái uh, cái cách thức để sử dụng tấm xét nhiệm màu này của chúng ta chưa Hello Ok thì bài tập thực hành ngày hôm nay bài tập thực hành ngày hôm nay thì các bạn sẽ dở ở trong phần bài tập là diện là bài trang uh, ở phương pháp số 17 phương pháp số 17 ở uh, tấm xét nhiệm màu và sau đó <laughs> sau đó các bạn dở xuống cái phần hướng dẫn cuối đó các bạn giờ xuống phần hướng dẫn cuối để làm sao để chúng ta làm bài tập này thứ nhất là cảm thấy mình thật là hạnh phúc Ok em ạ bạn thứ nhất là cảm thấy mình thật là hạnh phúc và sau đó uh, các bạn viết ra 10 điều mà gặp bạn cảm thấy vui vẻ và biết ơn và nói uh, viết ra lý do cụ thể là tại sao bạn là biết ơn với những điều đó và sau đó nói là cảm ơn cảm ơn cảm ơn và cái thứ ba đó, thứ hai là điền vào trong tấm xét nhiệm màu điều điền vào trong tấm xét nhiệm màu số tiền mà bạn muốn nhận được Cùng với tên và cái ngày điền Đúng không ạ? Tên của bạn và cái ngày bạn điền vào Ví dụ như ngày hôm nay là ngày 18 tháng 1 Thì điền vào 18 tháng 1 Và cần tấm xác nhiệm màu này trong tay Vừa rồi tôi đã làm cho tôi rồi đó Tôi đã làm cho tôi rồi Bây giờ đến lượt các bạn <laughs> Là gì các bạn? À, viết số tiền để trả nợ cũng được Bạn có thể viết là gì ạ? Là tôi muốn số tiền bao nhiêu đó để trả nợ Được hoàn toàn Và cảm ơn vì số tiền Và sau đó thì bạn hình dung ra là bạn có số tiền đó Và bạn trả cho cái người chủ nợ của bạn Và không vấn đề gì cả xét là xét và tiền là tiền và mục đích sử dụng là mục đích sử dụng không vấn đề gì ok không ạ rồi cầm cái tấm xét nghiệm màu này tưởng tượng về ra việc dùng số tiền đó để làm thứ mà bạn muốn và sau đó cảm nhận niềm vui và lòng biết ơn khi bạn đã có được cái điều như vậy và sau đó thì trong ngày thì bạn mang theo tấm xét đi bên mình và ít nhất là một ngày hai lần làm sao thì cầm tấm xét ở trên tay hình dung cảm nhận ra là bạn đã có được số tiền và bạn đã đạt được cái điều bạn muốn đúng không ạ và cuối ngày thì các bạn hãy để tấm xét nghiệm màu ở cái vị trí mà bạn có thể thấy hàng ngày treo lên bảng tầm nhìn trong nhà hoặc là dán ở cái bàn làm việc hoặc là dán ở cái máy tính đúng không ạ à, thì các bạn đừng nói là à, nếu như mà bạn phải trả nợ ấy, thì bạn viết là trả nợ nhưng mà nếu như mà muốn có thêm 200 triệu ấy để làm ăn đấy thì thì đừng ghi là tôi vay bởi vì uh, vũ trụ sẽ làm sao sẽ cho bạn cái bạn muốn nếu như chưa bạn hoàn toàn có thể là xin vũ trụ 200 triệu mà không phải nợ mà các bạn <laughs> Tại sao mình lại phải viết là tôi 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 vay tiền ngân hàng Ok ạ tôi tại sao bạn không biết là tôi muốn có 200 triệu để làm ăn mà tại mà bạn lại viết là 200 triệu để uh, tôi lại muốn là vay 200 triệu để làm ăn hai cái khác nhau nha <laughs> đằng nào cũng xin <laughs> thì xin luôn cái xịn chứ đừng có xin cái khoản nợ về mình <cười> ok <cười> bởi vì vũ trụ sẽ có cái cách thức hợp lý để đưa cái điều đó đến với chúng ta đó vào cuối ngày thì các bạn để tấm xét ở nơi có thể uh, nhìn thấy hàng ngày và khi mà bạn đã nhận được cái số tiền đủ đủ để thực hiện cái điều này thì bạn làm sao bạn có thể là bỏ tấm xét này đi và sau đó bạn viết lại cái tấm xét khác cho cái mục tiêu uh, mới ok và vào cuối ngày trước khi đi ngủ thì hãy làm sao hãy nhớ là cầm hòn đá nhiệm màu ở trên tay uh, cầm nó trên tay nhắm mắt lại giả soát về những cái việc đã diễn ra trong ngày những cái điều tốt đẹp đã diễn ra trong ngày của bạn và làm sao cảm ơn cảm ơn cảm ơn và cảm ơn ok và bằng cách đó chúng ta hoàn tất cái bài tập ngày hôm nay rồi uh, chúc cho các bạn sẽ sớm đạt được cái điều bạn mong muốn và chúc cho các bạn là gì ạ? là uh, sẽ sớm được khớp lệnh cái cái tấm xét này đối với ngân hàng vũ trụ cảm ơn các bạn và uh, xin chào xin chào và hẹn gặp lại các bạn ok